phỏng vấn thật với chị Tâm, là cái người sẽ phỏng vấn với Tâm Mỹ trong ngày thứ hai, ngày 22 tháng 4 năm 2019. Thì hôm nay là cái nãy giờ tôi với chị Tâm cũng có trao đổi là tất cả về những cái quy trình phỏng vấn cũng như những cái câu hỏi thường hay phỏng vấn khi đi phỏng vấn với Tâm Mỹ. Thì hôm nay chúng tôi là phỏng vấn thực tế, một cái đoạn phỏng vấn thật ngắn, thì hy vọng cái clip này nó có thể chia sẻ cho các bạn rất là nhiều cái thông tin hữu ích nha. Rồi, ok ha. Rồi, cho bắt đầu cũng nhấn thật nha. Bây giờ mình nãy em hướng dẫn chị sao, bây giờ chị bỏ hết hồ sơ vô bìa hồ sơ cho em đi. Bỏ hết tất cả bìa hồ sơ vô cái bìa màu đỏ này. Màu đỏ này nè. Cái đó là về công việc của mình. Động tác rồi. Đã bỏ vô đây. Cho nó video nhé. Rồi, ok. Ok. Rồi, cái này là về công ty du lịch, cái này là về tài chính của mình, cái này là về cái gia đình của mình. Đây, nghĩa là mình cố gắng là mình sắp xếp cái hồ sơ làm sao mà nó theo thứ tự giùm em, là công việc, tài chính, công ty đã này, và gia đình. Đây, cái này là về cái cá nhân của mình. Cái này là thứ hai thứ ba gì cũng được, miễn sao mình sắp xếp mình lấy ra nó gọn gàng nhất là được. Thôi bây giờ mình lấy ra luôn đi, chút xíu mình không lấy nào. Bây giờ mình lấy ra phỏng vấn thực tế. Rồi, phỏng vấn luôn. Lấy ra luôn hết giùm em đi, sắp xếp trước mặt mình. Bắt đầu em hỏi phỏng vấn nha. Cứ đi vào cái này phải lấy ra như này à? Đúng rồi, lấy rồi sắp xếp trước mặt giống như hồi nãy em hướng dẫn phỏng vấn đó. Cứ có nó có cái bàn để cho mình sắp xếp. Có cái bàn này. Đây, cái bàn nhỏ nhỏ như vậy thôi. Mình sắp xếp ra như này á. Sắp xếp như đây. Đó, mình để ngăn nắp ra, mình sắp xếp làm sao giùm em. Công việc đâu? Công việc phải đi đó, để lên một file cho em. Công việc. Này, tài chính của mình. Tiền của mình. Rồi, sao? Ok nha. Rồi, bây giờ em sẽ bắt đầu mình vô làm thứ thế, mình đưa cái file hồ sơ cho em. Nhưng mà trước khi đưa mình phải chào làm cho em trước. Mình phải chào em trước. Tao tiết kiệm thời chào á. Quay ra em không quay gì. Rồi, chào em đi. Chào anh, rồi, chào anh quá. Rồi, ok. bây giờ là em sẽ hỏi chị phải trả lời nhé. Thì đây là những câu hỏi thường hay hỏi khi đi phỏng vấn visa Mỹ nhé. Rồi, chị xin visa Mỹ để làm cái gì? Chị xin visa Mỹ để làm gì? Đâu rồi, có hỏi đâu đọc lại. Không, mình phải tập mình trả lời, mình phải là thực tế chứ. Rồi. Không, mình không có được đọc. Mình phải trả lời sao để phỏng vấn thực tế như một buổi phỏng vấn bình thường. Rồi. Bây giờ là bắt đầu bỏ hết mấy cái kia lại, mình lại làm lại nè. Bây giờ là hỏi thật nha, phỏng vấn thật nha. Rồi, chào chị. Chị xin đi ra Mỹ để làm gì? Thưa anh, tôi xin đi visa Mỹ để đi du lịch. Rồi, được chưa? Nhưng mà mình thiếu du lịch Việt Mỹ. Thiếu ý. Dạ, mình trả lời đầy đủ giùm em. Mình xin đi ra Mỹ để làm gì? Tôi đi du lịch theo đoàn, theo công ty, theo đoàn của công ty Việt Mỹ, theo đoàn của công ty Việt Mỹ à? Trong vòng 7 ngày, trong vòng 7 ngày tham quan bờ Tây nước Mỹ, tham quan bờ Tây nước Mỹ, đúng rồi, bắt đầu đi từ ngày 30 tháng 5 2019. Mình trả lời đầy đủ như vậy giùm em. Mình phải nhớ chứ, mình đăng ký mình đi mà không nhớ được sao được. Không nhớ là chưa đó, không nhớ là cho trường liền đó. Ok nha. Rồi, bây giờ em hỏi lại chị, trả lời lại giùm em nhé. Chị xin visa Mỹ để làm cái gì? Anh, tôi xin visa Mỹ để đi du lịch theo đoàn của công ty du lịch Việt Mỹ, đi bờ Tây trong vòng 7 ngày, gồm Los Angeles và cái gì đấy? Không, mình không cần nói cái thành phố ra, nếu mà mình không nhớ, mình cứ nói là tham quan bờ Tây nước Mỹ trong vòng 7 ngày bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 2019. Rồi, mình trả lời như vậy giùm em nha. Nè, em hỏi lại lần một cửa nữa thì trả lời ok nha. Không nha. Thì xin visa Mỹ để làm cái gì? Rồi, tôi xin visa Mỹ để đi du lịch theo đoàn của công ty du lịch Việt Mỹ. Rồi. Đi trong vòng 7 ngày. Rồi. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 2019. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 5 2019. 2019. Rồi, nhưng mà có thể có sao nó bị rối rối là gì Tâm? Hả? Nó bị rối rối vậy? Tao không có làm gì được đâu. Ok. Phải làm à? Rồi, ok, phải làm ha. Rồi, ok nha. Rồi, cái thứ hai nữa em hỏi chị á, chị làm nghề gì? Tôi là chủ kinh doanh của văn của mạo phẩm Minh Tâm. Rồi. Bên cạnh đó. Bên cạnh đó. Thì tôi có cho thuê nhà và mua bán bất động sản thêm. Đó, mình trả lời là chị làm nghề gì? Thì chị trả lời là tôi làm chủ của cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm, kinh doanh hòa phẩm Minh Tâm. Bên cạnh đó thì tôi có cho thuê nhà và mua bán bất động sản.
nha. Rồi ok nha. Chắc mình đứng mình nói à? Đúng, mình đứng nói. Đâu mình phải đứng nói. Dạ, giúp em trả lời như vậy nha. Tiếp theo. Tiếp theo em hỏi thêm á, là cái công ty của chị là bao nhiêu nhân viên? Đó, công ty kinh doanh cửa hàng hòa phẩm mình bao nhiêu nhân viên? Có 2 nhân viên. Đó là cô bán, mình cứ trả lời thật như vậy nhé, giúp em nhé. Rồi em hỏi thêm nè, chị có người thân bên Mỹ không? Thưa anh, tôi không có. Rồi, tôi không có người thân bên Mỹ nha. Chị có hồ sơ bảo lãnh định cư không? Tôi không có. Chị từng phỏng vấn visa Mỹ chưa? Chưa. Rồi, chị đi du lịch được bao nhiêu nước rồi? 13 nước. Rồi, mình kể tên những nước đó ra. Pháp, Đức, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan. Rồi, mình kể ra những nước mình nhớ, mình cứ kể ra nha, 13 nước nha, mình cứ kể từ đi thật, mình nhớ thật nè. Rồi, ok nha ha. Đi thật, nhớ thật mà làm gì quên được. Pháp, Bỉ, à Pháp, Luxembourg, Bỉ, Đức, Hà Lan. Rồi, nước rồi đúng không? Thường thì nó hỏi đơn giản những câu hỏi như vậy. Đó thì mình cứ tự tin mình trả lời. Đó, mình trả lời rõ ràng và đầy đủ. Và đừng quên, đừng nhớ là trước mỗi câu trả lời thì mình dùng những cái từ ngữ nó lịch sự chút xíu. Và mình phải bình tĩnh. Lại kết quả mình sẽ đậu thôi, không có sao cả nhé. Thì nói chung là trong cái quá trình mà từ ngày hôm nay đến ngày đi phỏng vấn á, thì có thắc mắc gì đó thì cứ gọi cho em hỗ trợ. Đó. Hết rồi à? Đúng rồi, thì thường nó hỏi 3 câu khi, nhớ là khi đi phỏng vấn thì sao Mỹ, thường thì nó hỏi 3 câu thôi. Nó không có hỏi nhiều đâu. Thì mình cứ hỏi cái gì thì mình trả lời. Đúng rồi, 3 câu. Đó, mình trả lời. Mình trả lời thật. À, và hồi nãy quay lại cái chủ đề nãy em nói đó, là mình có 3 ý mình phải nhớ. Là thứ nhất là mình phải trung thực. Mà nếu lỡ như mình trả lời xạo thì mình cái mặt mình cũng phải tỉnh như ruồi và mình phải thật sự. Nó nhìn cái khuôn mặt mình nó chân thật, nó thật. Cái mình nói đúng rồi. Mặt chị như được, ok ha. Cái thứ hai là bình tĩnh. Bình tĩnh khi đi phỏng vấn nha. Thì hôm nay có vẻ là chưa trả lời rõ ràng lắm, bữa sau đi phỏng vấn mình phải chờ bình tĩnh và trả lời đầy đủ ý giùm em nha. Cái thứ ba là chẳng mặt và sợ chút xíu. Nếu mà như vậy mình đáp ứng được những yêu cầu đó thì rồi, hy vọng là ok. Về chị sắm quả áo kia. Rồi. Rồi, ok, cảm ơn chị Tâm rất là nhiều nhé. Thì có gì thắc mắc chị cứ gọi cho em. Ok. Cái file của riêng ra. File, ok. Khi bỏ xa là cứ bỏ tập trình và chết trên